Back to School 2024, chương trình ưu đãi lớn nhất năm cho học sinh, sinh viên tại Hoàng Hà Mobile. Giảm 10%, tối đa 10 triệu cho tân sinh viên có điểm thi đại học bằng hoặc hơn 9 điểm. Giảm 5%, tối đa 500.000 khi mua laptop, điện thoại, phụ kiện công nghệ. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, tình hình cuộc chiến tại Ukraine ngày càng phức tạp. Mới đây, cuộc chiến này lại diễn biến theo chiều hướng đáng báo động hơn, khi mà phương Tây có dấu hiệu cho thấy sẽ cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Mà đáng nói là họ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây để làm điều đó. Còn Nga thì cũng đang mập mờ ám chỉ rằng Nga có thể sử dụng đến vũ khí hạt nhân và tấn công đạn thường vào một số căn cứ của NATO. Như các bạn đã biết thì cách đây hơn một tháng, tình hình chiến tranh tại Ukraine đã bị thổi bùng từ một sự kiện chấn động, đó là Ukraine đánh vào chiếm lãnh thổ của Nga tại tỉnh Kursk. Đến lúc cao điểm nhất, Ukraine đã chiếm được 1.300 km lãnh thổ Nga và hơn 100 khu dân cư của Nga đã nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine. Thế nhưng mà sau đó thì Nga lại tăng cường viện binh đến đây và chiến tranh khốc liệt đã diễn ra. Nga bắt đầu chiếm lại được đất của mình. Đến hiện tại, Nga đã thông báo rằng họ chiếm được hơn 10 khu định cư. Như vậy, mục tiêu của họ là còn khoảng 90 khu định cư nữa. Cũng liên quan đến tỉnh Kursk thì hôm qua Ukraine đã làm một điều rất thú vị, đó là Ukraine mời hẳn đại diện Liên Hợp Quốc đến khu vực lãnh thổ Nga mà Ukraine đang kiểm soát. Tại sao? Ông Zelensky mời Liên Hợp Quốc đến đây làm gì? Thì hóa ra Ukraine đang tự tin nói với Liên Hợp Quốc rằng họ dù đã chiếm được lãnh thổ Nga nhưng họ cho rằng bản thân Ukraine rất nhân đạo, tuân thủ đúng các quy tắc chiến tranh, không làm hại người dân Nga. Như vậy, ý ông Tổng thống Ukraine muốn nói rằng Nga đã không làm tốt vấn đề nhân đạo khi đánh vào lãnh thổ Ukraine. Tất nhiên, đây là quan điểm của Tổng thống Ukraine, còn chúng ta theo dõi cuộc chiến này từ bên ngoài, nên ai có nhận định như thế nào sẽ phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Và hiện tại thì Liên Hợp Quốc chưa đến và cũng không biết là có đến không. Và nếu có đến thì họ có kết luận thế nào? Và việc họ kết luận có giúp gì cho Ukraine hay không, chúng ta sẽ phải chờ thêm để hiểu rõ. Vấn đề đáng quan tâm nhất lúc này là Ukraine liên tục tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Có lúc một căn chung cư của Nga đã bị trúng tên lửa của Ukraine, một người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Chưa dừng lại ở đó, ông Zelensky vẫn thường xuyên xin viện trợ từ phương Tây. Ông Tổng thống Ukraine nói rằng hiện tại chỉ có dùng vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga thì mới có thể cân bằng được tình hình tại chiến trường. Vậy các đồng minh phương Tây của Ukraine đã trả lời thế nào? Hẳn là ai cũng quan tâm nhất đến ý kiến chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, vì Mỹ nói gì thì các nước châu Âu cũng sẽ nghe thôi. Tuy nhiên, đến hiện tại thì ông Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quan điểm. Bởi vì các bạn biết rõ rằng, từ đầu cuộc chiến đến giờ, quan điểm của Mỹ luôn là cố gắng né tránh đối đầu trực tiếp với Nga. Dù Mỹ có muốn gây thiệt hại mức cao nhất cho Nga hay không, thì thực tế là Mỹ cũng không dám đối đầu trực tiếp để làm việc đó. Vì Nga có vũ khí hạt nhân, đối đầu trực tiếp với Nga hoàn toàn có thể gây ra một cuộc chiến tranh hủy diệt loài người. Mỹ không dại gì mà làm như vậy. Thà như là một nước không có gì để mất, một tổ chức không có gì phải lo lắng như Houthi hay Hamas thì khác. Họ có thể sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ thù nào mà họ thích. Nhưng Mỹ thì không. Họ đang rất giàu, họ là siêu cường lớn nhất hành tinh, cả về kinh tế lẫn sức mạnh. Vậy thì tội gì đang giàu mà lại phải trực tiếp chiến tranh để rồi thiệt cho dân mình. Cho nên là đến giờ thì Mỹ vẫn không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để bắn vào Nga. Tuy nhiên, một nước ở NATO thì đã có dấu hiệu cho thấy điều đó, đó là Anh. Mới đây thì tờ Guardian đưa tin rằng các nguồn tin nội bộ từ chính phủ Anh cho biết Anh đã cung cấp tên lửa Storm Shadow để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Loại tên lửa này có tầm bắn 250 km, dù được gọi là tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nhưng mà nếu đứng từ Kursk thì Ukraine cũng chưa bắn được đến thủ đô Moscow. Phản ứng trước thông tin Ukraine được phép tấn công Nga bằng vũ khí của NATO thì ngày 14 tháng 9, các quan chức Nga đã đưa ra những cảnh báo với phương Tây và Ukraine về một cuộc chiến leo thang không kiểm soát. Trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về cuộc thảo luận của phương Tây xoay quanh việc để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với vũ khí tầm xa do nước này cung cấp, ông Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã chính thức cáo buộc phương Tây là cho phép Ukraine tấn công Nga. Ông nói rằng quyết định đã được đưa ra, toàn quyền hành động và những đặc quyền đã được trao cho Ukraine
Vì vậy, chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho mọi thứ và chúng tôi sẽ phản ứng theo cách không mấy dễ chịu. Trước đó thì trong một báo cáo, Tổng thống Ukraine, ông Vladimir Putin đã có phát biểu cứng rắn với phương Tây rằng nếu quyết định này được đưa ra, nó đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc chiến ở Ukraine. Đây là sự tham gia trực tiếp của họ và tất nhiên điều này sẽ làm thay đổi đáng kể bản chất cuộc xung đột. Trước tình huống đó thì Nga, theo ông Putin, sẽ buộc phải đưa ra những biện pháp phù hợp với các mối đe dọa mới. Tổng thống Putin không nêu rõ những biện pháp đó có thể là gì. Nhưng mà trước đây, ông đã nói về phương án trang bị vũ khí cho những kẻ thù của phương Tây để tổn hại lợi ích của các nước này ở nước ngoài. Vào tháng 6, theo Putin đã nói việc triển khai tên lửa thông thường có tầm bắn vươn tới Mỹ và các đồng minh châu Âu của họ. Còn cựu cố vấn của Tổng thống Putin thì nói rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ chuẩn bị tấn công các sân bay ở các nước NATO nếu Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow. Đáp lại phát biểu của Putin thì Thủ tướng Anh lại tuyên bố rằng Ukraine có quyền tự vệ và London ủng hộ điều đó. Trên chuyến bay đến Mỹ, ông nhấn mạnh rằng Nga đã khơi mào cuộc xung đột và do đó Nga có thể tự kết thúc cuộc xung đột này ngay lập tức. Các quan chức châu Âu cho biết là Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như sắp mở đường cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga, miễn là nước này không sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp. Vấn đề này thì vốn đã được tranh luận từ lâu trong chính quyền ông Biden, đang nổi lên và thu hút được nhiều chú ý khi mà Thủ tướng Anh có chuyến thăm chính thức đến Nhà Trắng. Anh đã ra hiệu với Mỹ rằng nước này muốn Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do họ sản xuất để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Tuy nhiên, theo báo New York Times, London muốn có sự cho phép rõ ràng từ Tổng thống Biden để chứng minh quyết định trên là một sự phối hợp chiến lược với Mỹ và với Pháp, nơi cũng được sản xuất một loại tên lửa tương tự Storm Shadow. Các quan chức Mỹ cho biết là ông Biden thì vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng mà sẽ nghe trình bày của ông Thủ tướng Anh. Còn phía Mỹ cho biết Nhà Trắng khẳng định sẽ không có quyết định nào là sắp được đưa ra về cách Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất. Nhưng mà bản thân ông Biden cũng đã ra hiệu rằng sẽ nới lỏng các hạn chế. Như vậy, xét về chính thức thì Mỹ vẫn chưa cho phép Ukraine được dùng tên lửa tấn công vào Nga. Tuy nhiên, thực tế thì có thể Anh đã cho phép điều đó. Và một lần nữa, Nga lại nhắc đến vấn đề hạt nhân. Cụ thể là người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận là nước này đang thay đổi học thuyết hạt nhân do bối cảnh hiện tại đối với nước Nga. Ông này nói rằng Tổng thống Putin đã tuyên bố mọi việc đang được tiến hành để đưa học thuyết hạt nhân phù hợp với thực tế hiện tại. Trước đây thì học thuyết hạt nhân quy định rằng Nga có thể sử dụng loại vũ khí hủy diệt này để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc là trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quy mô có thể gây đe dọa cho sự sống còn với nước Nga. Chúng ta có thể hiểu rằng nếu Nga bị tấn công hạt nhân hoặc dù không bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân nhưng mà cuộc tấn công lại đe dọa đến sự tồn vong của nước Nga thì Nga sẽ phải dùng đến vũ khí hạt nhân để phản kháng. Đây là một điều hợp lý vì nếu để đất nước bên bờ sụp đổ mà kho hạt nhân vẫn còn nguyên thì vũ khí hạt nhân được sinh ra đâu có tác dụng gì. Tuy nhiên đó là quy định trước đây, còn sắp tới Nga sẽ thay đổi quy định trong học thuyết hạt nhân. Điều này có nghĩa là Nga có thể sẽ sử dụng hạt nhân trong một số hoàn cảnh khác. Quy định việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể được nới lỏng, đây là một vấn đề đáng quan tâm với phương Tây. Vì trước đây thì chắc chắn rằng nếu phương Tây không tấn công Nga bằng vũ khí hạt nhân và phương Tây không đe dọa đến sự tồn vong của nước Nga thì yên tâm rằng Nga sẽ không bao giờ dùng vũ khí hạt nhân. Nhưng mà nếu sự học thuyết xong thì mối yên tâm đó có thể sẽ bị lung lay. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, một số nhà phân tích quân sự Nga có quan điểm cứng rắn đã ủng hộ việc Nga hạ thấp tiêu chuẩn sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Ban Quốc phòng của Duma đã cảnh báo việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và sự an toàn của nước Nga. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ điều chỉnh cụ thể với học thuyết hạt nhân là gì. Tính đến nay, thì Nga đã triển khai một số lượng chưa rõ vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, nước này giáp với Ukraine và nhiều nước thành viên NATO. Tổng thư ký NATO cũng tiết lộ khối này đang đàm phán về việc triển khai vũ khí hạt nhân, đưa chúng ra khỏi kho và đặt ở chế độ chờ như một nỗ lực răn đe với Nga. Trong NATO thì Anh, Pháp và Mỹ là những nước được công nhận là có sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là ba nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. NATO cũng duy trì chính sách chia sẻ ô hạt nhân, trong đó các thành viên có vũ khí hạt nhân sẽ triển khai các đầu đạn của mình ở khắp châu Âu,
Còn riêng Mỹ được cho là nước duy nhất thực hiện chính sách này đối với đầu đạn hạt nhân của mình tại Đức, Bỉ, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Và đó là tình hình hiện tại tại Ukraine và châu Âu. Mọi thứ đang ngày càng căng thẳng và chiến hạt nhân bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.